Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 2GB lên mạng 4G tốc độ cao free. Với cách này thì các bạn chỉ có thể áp dụng trên những máy nào dùng SIM Viettel. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào tin nhắn cho mình. Ở đây thì mình đã có gửi có test trước rồi, thế nên là mình sẽ chia sẻ cách cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ gửi một tin nhắn tới 191 với nội dung là 4GTN, tất cả phải viết hoa. Sau đó thì các bạn sẽ nhận được một tin nhắn từ 191 gửi về. Nó sẽ thông báo là quý khách đã đăng ký thành công chương trình trải nghiệm 4G, thuê bao được miễn phí 2GB lưu lượng truy cập Internet tốc độ cao. Với hết 2GB truy cập thì các bạn sẽ truy cập theo gói cước Mobile Internet mà các bạn đang sử dụng. Để kiểm tra thì các bạn sẽ nhắn tin KTTK gửi 191. Và để hủy thì các bạn sẽ nhấn hủy 4GTN gửi 191. Với gói này thì khi nào các bạn dùng hết 2GB nó tự động hủy. Ở đây thì mình có gửi một tin nhắn KTTK tới 191 để kiểm tra lưu lượng của mình. Thì mình hiện tại thì đang có 862 MB mà mình đã đăng ký, và mình đã nhận từ chương trình 30 triệu GB data cho mọi người. Mà cách nhận này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video tiếp theo. Ở dưới là sẽ là 2GB tốc độ cao 4G và được miễn phí nhắn tin qua Mocha. Đây là gói mà mình vừa mới nhận được và của chương trình trải nghiệm 4G. Các bạn có thể gửi KTTK tới 191 để kiểm tra lưu lượng còn lại của các bạn thường xuyên. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn nhận 2GB lên mạng 4G tốc độ cao. Với cách này thì có một số SIM sẽ không được áp dụng. Vì thế nên các bạn sẽ không thể nào mà nhận được 2GB này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh. I can't go wrong.